Gắn bó với thiện nguyện từ năm 2013, rong ruổi khắp các cung đường, 10 năm qua, thầy giáo Hà Công Thái đã thực hiện được hơn 100 hành trình đến với những em nhỏ, những gia đình khó khăn. Không phô trương, không ồn ào, nhưng những gì thầy Thái đang cống hiến như những tia hy vọng được thắp lên, đặc biệt tại các điểm trường vùng cao. Ở tuổi 33, nhiều người đã lập gia đình và ổn định cuộc sống. Nhưng thầy Hà Công Thái thì cả thanh xuân đã dành trọn cho những chuyến thiện nguyện vùng cao. Mình cũng trải qua một khoảng tuổi thơ tương đối khó khăn và gian nan. Mình sinh ra ở một xã vùng cao thuộc huyện miền núi. Hồi còn bé thì bọn mình thường phải đi bộ đến trường. Hồi đó thì cơm chưa đủ ăn mà thường là các gia đình phải nấu sẵn ăn một miếng cơm. Cũng như bao hành trình khác thì hôm nay mình cùng nhóm thiện nguyện chuẩn bị đến làm sân trường cho một điểm trường khó khăn ở tỉnh Bắc Cạn. Mình cùng với cả nhiều anh chị em đã chuẩn bị khoảng mấy tháng rồi để đổ bê tông. Cùng với đó là kêu gọi ủng hộ để mua quần áo, sách vở, sữa, kẹo bánh để tặng cho các con. Điểm trường xa nhất cách đường chính khoảng 10 km. Những ngày mưa, đường trơn trượt, chỉ có thể đi bộ để lên trường. Thế nhưng suốt những năm tháng qua, các thầy cô giáo vùng cao vẫn kiên trì bám bản, gieo con chữ. Và để có thể lên làm sân trường cho các em, đoàn thiện nguyện cũng được trải nghiệm một hành trình như thế. Cũng đã mấy năm rồi thì mình mới có một cái hành trình khá là gian nan như này, tức là phải đi bộ khá là xa, nhưng mà đổi lại thì đó là một hành trình đọng lại cho mình rất là nhiều điều. Đây ở sân trường cũ rất bẩn. Bây giờ có sân trường mấy, con rất vui. Ở dưới kia thì học sinh được đưa đón, nhưng ở đây các con phải đi bộ rất là nhiều cây số để đến trường, thiếu thốn về quần áo, giày dép, rất là nhiều thứ. Chính vì thế nên là mình mong muốn có thể đi được nhiều hơn để hỗ trợ được thêm nhiều các con. Hy vọng những món quà xuất phát từ tấm lòng như thế này sẽ là động lực để thầy cô giáo tiếp tục ươm mầm tri thức, các con có thêm niềm phấn khởi, chăm bước đến trường. Sáng nay 24 tháng 2 tại nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ hội Xuân Hồng hiến máu tình nguyện năm 2023 với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Lễ hội Xuân Hồng là hoạt động thường niên có sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia. Hàng năm các chỉ tiêu hiến máu đều đạt và vượt so với được giao. Theo Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên, để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức và thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh người hiến máu để động viên khích lệ kịp thời. Đối với những người đã tham gia hiến máu sẽ tiếp tục tham gia và vận động nhiều người khác cùng tham gia để lan tỏa phong trào.